Và kính thưa quý vị và các bạn, và cũng trong tuần vui ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến bậc làm cha làm mẹ đất sinh thành dưỡng dục. Chúng ta cần biết rằng dựng vợ gả chồng là một trách nhiệm rất lớn của bậc làm cha làm mẹ. Đó là thứ hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất mà con người đã ban tặng cho chúng ta sự yêu thương lẫn nhau. Và với sự trọng ấy, ngay bây giờ ban tổ chức xin trọng kính mời sự hiện diện của hai bên gia đình. Về hội nhà gái, chúng tôi xin được kính mời ông Lê Thanh Nguyên và bà Hoàng Thị Cơ có mặt trong ngày nơi sân khấu. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin được giới thiệu ông bà Phạm Đình Lục và bà Thái Thị Nhiệm có mặt trong ngày hôm nay. Xin được kính mời hai gia đình. Và bên cạnh đó, ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời sự hiện diện có mặt của đại diện hai gia đình. Về phía đại diện họ nhà gái, chúng tôi cùng giới thiệu ông cụ ba ta có mặt trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời đại diện của họ nhà gái, chúng ta cùng bước lên sân khấu. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin trọng kính mời đại diện của họ nhà trai chúng ta có mặt hôm nay, chúng ta cùng với sân khấu và kính mời hai gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nói trên dịp phút sân khấu của chúng ta ngày hôm nay, thật sự hạnh phúc rằng hai gia đình của chúng ta và mọi người thân thể đã có mặt đầy đủ. Và một điều rất quan trọng rằng tất cả các vị quý của chúng ta là những người thân như con nhất hai gia đình của chúng ta đang ngồi hôm nay và thưởng thức những món ăn đặc biệt nhất của gia đình và trong ngày hôm nay hạnh phúc nhất của gia đình. Và đó là những tình cảm yêu thương nhất của tất cả thủ tướng. Và sau đây chúng tôi xin tổng kính mời cô dâu và chú rể và cha mẹ hai đình và đại diện của chúng ta sẽ bước tới một bước và cúi đầu chào cảm ơn tất cả quý khách trong ngày hôm nay. Và lễ nghi thức đầu tiên của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Chia sẻ đầu tiên là thắp lên những ngày hạnh phúc nhất trong năm 2023 trong buổi lễ vui vui ngày hôm nay. Và tất cả các vị chúng ta ngước một sân khấu và đã nhìn thấy tấm bảng hai bên là có những câu chúc thật sự hạnh phúc trong buổi lễ vui vui này. Và xin cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ ban tổ chức chúng tôi cũng đã nhận được một lời nghị đại diện của hai gia đình có lời để cảm ơn tất cả các vị. Sau đây chúng tôi xin được kính mời cậu Ba Tam sẽ ký lời đến tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Xin mời. Quý vị kính thưa bà con hào, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi tổ chức lễ vui quy cho hai cháu. Gia đình chúng tôi rất thân hạnh được đón tiếp quý vị khách quý và bà con hai hò đã đến chúc phúc cho hai cháu chúng tôi được trăm năm hạnh phúc. Tôi xin thay mặt nhà gái xin chân thành cảm ơn hết. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa nghe qua những lời nói rất ngắn ngủi thôi mà cũng đã chuyển tải đến cho hai đình. Vừa rồi tất cả quý vị và các bạn vừa lắng nghe một đại diện của hai đình, nhưng mà thay mặt cho hai đình để cảm ơn tất cả các vị công khách trong buổi tiệc này. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và đặc biệt cô dâu chú rể của chúng ta không thể nào chờ lâu hơn nữa và trao ngày nữa hơn nữa. Xin thân kính mời hai bạn, chúng ta sẽ bước qua bằng nghi thức và khuyên tập cầu hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Xin mời hai bạn. Cô dâu nói với chị rằng thế này: đã rằng nên nghĩa vợ chồng, dẫu cho như núi càng sâu chẳng dời, đá dẫu nát vàng dẫu phai, trăm năm duyên nợ không tan lời nguyện. Và những câu nói này là cô dâu đã chuyển tải đến cho quý vị trong ngày hôm nay một thông điệp chỉ vì hạnh phúc nhất, đó là bên cạnh mình có một điều rất quan trọng, đó là ông xã của mình ở phố trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, và đứng đằng sau sân khấu là một điều rất quan trọng, cha mẹ coi như chú rể của chúng ta đang đợi những buổi hôm nay. Xin được kính mời.
vị và khu vực tiếp theo. Và có còn một câu tụng ngữ thế này: Ni dù hồng tràn đầy hạnh phúc, chén dù mình chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ cũng già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Kính thưa quý vị và các bạn, và những câu nói đó đã gắn liền phong tục miền Nam của chúng ta và đất nước Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay, thật sự hạnh phúc rằng cô dâu chú rể của chúng ta đang đứng trên đỉnh Vinh Quang nhất, đó là những thắp ly xinh đẹp và những nhạc cụ đầu tiên. Và bên cạnh bạn đó là cha mẹ của hai bạn đang đợi những nhạc cụ này. Ngay bây giờ, xin được kính mời cô dâu.